đã chứng kiến 7 trận đấu ở hai đơn và đài, và đây là trận thi đấu cuối cùng của chương trình đêm nay. Trận thi đấu này giữa hai võ sĩ cũng là hai võ sĩ rất nhiều duyên nợ khi đã từng gặp nhau 3 lần với chiến thắng chia đầu cho hai võ sĩ, trong đó có một trận hòa, và trận hòa gần nhất được thực hiện cách đây 2 tháng. Và sau đây chúng ta cùng chào đón võ sĩ sẽ xuất hiện ở góc đài đó. 3, 2, 1, end game. Đang tiến vào giả đài là võ sĩ Phan Đức Quốc đến từ võ đường Trương Ngọc Bê, huyện Tây Sơn. Em bắt đầu tập luyện võ thuật khi mới 10 tuổi từ người cậu ruột của mình là võ sư Trương Ngọc Bê, nổi danh với những đòn đập thẳng rất dũng mạnh và đầy uy lực. Thành tích nổi bật là huy chương vàng giải cúp kích xuyên toàn quốc năm 2020, huy chương bạc giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2021. Thắng thua trong sự nghiệp là 34/6, trong đó có 7 trận thắng cấp vào đối thủ. Và đối thủ của em, một võ sĩ sẽ xuất hiện ở góc đài. 3, 2, 1, end game. Đang tiến vào giả đài là võ sĩ Nguyễn Ngọc Trường đến từ câu lạc bộ võ thuật thành phố Quy Nhơn. Em bắt đầu thực tập võ thuật năm 2018 tại câu lạc bộ võ thuật Quy Nhơn này. Em đã nhanh chóng đạt được kết quả cao tại các giải đấu. Thành tích đã bằng là huy chương vàng giải trẻ võ cổ truyền năm 2019, huy chương vàng giải vô địch kickboxing toàn quốc năm 2020. Thắng thua trong sự nghiệp là 23/6, trong đó có 3 trận thắng nắp ào đối thủ. Và xin chào đón trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài đài Nguyễn Thanh Vũ. Đang chào quý vị khán giả và điều khiển trận thi đấu là trọng tài Nguyễn Thanh Vũ. Võ sĩ gốc đài đỏ, võ sĩ Phạm Minh Quốc đến từ võ đường Trương Ngọc Bơ, Tây Sơn. Đây là trận thi đấu thứ tư, hạng cân 65 kg. Chuẩn bị đấu. Dừng. Xanh lâu ganh. Trọng tài công nhận đòn ngã cho võ sĩ gốc đài đỏ, võ sĩ Phan Minh Quốc. Những series đòn tay được các võ sĩ tung ra ở cự ly ngắn mang lại hiệu quả rất cao. Sơ hở của mình. Dừng.
hiệp thi đấu thứ nhất. Xuân Lam đến từ tỉnh Phú Yên tặng thưởng cho góc đài xanh 200.000 đồng. Xin cảm ơn tình cảm của khán giả Lê Xuân Lam ạ. Bác sĩ đang thi đấu ở hạng cân 65kg. Đã thấy được thân hình rất đẹp, rất gọn gàng. Hai bác sĩ này đã từng gặp nhau 3 trận. Lần gần nhất tại võ đài Tây Sơn năm 2020, hai bác sĩ đã hòa nhau. Và xin lỗi là ở tháng 2 năm 2022 thì hai bác sĩ đã hòa nhau. Hai lần gặp trước đó thì hai bác sĩ chiến thắng đã chia đầu cho hai bác sĩ. Bác sĩ nào sẽ vượt lên dẫn trước các cuộc đối đầu, chúng ta cùng chờ xem. Tiếp tục. Đây đã là trận thi đấu cuối cùng của chương trình hôm nay. Hai bác sĩ tung ra những đòn tấn công cống hiến cho quý vị khán giả. Và ban tổ chức cũng nhận được một tín hiệu đến từ ban nhạc Thanh Tín, thị xã An Nhơn, tặng thưởng cho mỗi bác sĩ 200.000 đồng. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của ban nhạc Thanh Tín ạ. Dừng. Nhắc nhở võ sĩ các đội xanh tuyệt đối tung thủ khâu lệnh trọng tài. Đấu. Rất tuyệt vời. Và chớp thời cơ rất nhanh. Tắt. Tiếp tục. Dừng. Đấu. Tắt. Tiếp tục. Đấu.
nữa. Các bác sĩ lúc này đang tích cực ra đòn, đang tìm kiếm những cơ hội. Tiếp tục. Nhưng ra giữa. Hiệp thi đấu thứ ba sự gì tán thưởng cho một tràng pháo tay. Khán giả một trận lúc này ra đoàn rất là đẹp mắt của các bác sĩ trong và ngoài tỉnh. Hai bác sĩ chờ xem kết quả bác sĩ nào sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Với tỷ số 2-1, chiến thắng đã thuộc về võ sĩ bên góc đài đó. Xin chúc mừng võ sĩ Phan Minh Quốc. Xin trân trọng kính mời ông Hồng Kim Khanh chấm tay.